Thưa giáo sư Phan Cẩm Phương, trung tâm, thưa phó sư Trần Đình Hà, anh Tấn và cùng tất cả các bạn, thì viện tim mạch chúng tôi nhận được cái lời đề nghị của bên cô Phan Cẩm Phương ở trung tâm ung bướu là làm về một cái lĩnh vực mà chúng tôi cũng ước ao làm từ trước đến nay khá là nhiều rồi, là chúng tôi rất là ước ao là làm được là nhiều rồi, là chúng ta sẽ ứng dụng các cái sinh học phân tử trong cái việc chẩn đoán cũng như là điều trị các bệnh lý, đặc biệt là các bệnh lý tim mạch. Thực ra là chúng tôi cũng đã có một số các cái nghiên cứu lẻ tẻ trong viện tim mạch, ví dụ như chỗ giáo sư Hưng B là cũng đã từng làm cái nghiên cứu về các cái biến đổi của cái các cái gen đáp ứng với cái điều trị ngưng cập tiểu cầu kép, rồi sau đó là làm về cái tăng mỡ máu có tính chất gia đình, và bản thân chúng tôi cũng đã làm những cái nghiên cứu về cái bệnh cơ tim phì đại, rồi các cái rối loạn nhịp do những cái nguyên nhân liên quan đến di truyền, đặc biệt là những cái ngất ở những cái đột tử hoặc là hội chứng Bruganda. Tuy nhiên là để chúng ta có một cái hợp tác rất là tốt và để có làm sao giữa lâm sàng và cái cận lâm sàng, ví dụ như bên tim mạch cái nhu cầu của bệnh nhân ngày càng nhiều và chúng ta mang lại lợi ích ứng dụng khoa học hiện đại. Bên ung bướu thì chúng ta đã được bệnh viện duyệt cho một cái trung tâm xét nghiệm với labo về sinh học phân tử và các xét nghiệm về gen đấy, thì chúng tôi nghĩ là chúng ta cần có những các cái hợp tác sâu rộng hơn nữa để chúng ta làm sao phục vụ, đưa những cái tiến bộ khoa học để phục vụ sớm vào trong cái thực hành thường ngày. Thế thì hôm nay thì chúng tôi rất là hân hạnh có mời đến đây và cũng được hợp tác với bên ung bướu, chúng ta có một cái buổi sinh hoạt khoa học với cái chủ đề là ứng dụng xét nghiệm di truyền trong chẩn đoán các cái yếu tố nguy cơ và sử dụng các thuốc tim mạch. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu báo cáo viên hôm nay là ông tiến sĩ Christian Oberkane, là giám đốc của VinLab ở Áo. Xin chúng ta một tràng vỗ tay. Và thì cái nội dung của chúng ta hôm nay sẽ có hai vấn đề. Một là tiến sĩ Oberkane thì sẽ giới thiệu về ứng dụng xét nghiệm di truyền trong chẩn đoán yếu tố nguy cơ và sử dụng các thuốc tim mạch. Nội dung thứ hai là đại diện của bên trung tâm ung bướu là tiến sĩ Nguyễn Thuận Lợi thì sẽ trình bày là những cái gì đã triển khai được ở trung tâm ung bướu để cho đôi khi các bác sĩ lâm sàng của chúng ta cũng biết. Xin giới thiệu là bác sĩ Nguyễn Thuận Lợi. Vâng, xin cảm ơn. Và bây giờ để mở đầu chương trình thì chúng tôi xin phép giới thiệu tiến sĩ Christian Oberkane sẽ trình bày bài về vai trò ứng dụng của các cái sinh tử phân học, đặc biệt là xét nghiệm gen trong cái chẩn đoán các cái yếu tố nguy cơ của bệnh tim mạch. Xin mời. Hello and welcome. Thank you very much for giving me the opportunity to speak in front of this very distinguished audience. My pleasure to be here. I will try to give you an overview of what we are doing at Vienna Lab, especially with focus on cardiovascular disorders and pharmacogenomics in cardiovascular medicine. This is what we are, a company developing and producing IVD marked in vitro diagnostics in Vienna, the capital of Austria. We are distributing worldwide in currently in about 66 countries. The target customers are hospital diagnostic laboratories, universities, pharma companies, and we work under ISO quality management systems. Xin kính chào tất cả quý vị đại biểu những cái đã đến với cả cái buổi hội thảo khoa học ngày hôm nay. Thì tôi rất là vinh dự để có thể thay mặt cho Vienna Lab để trình bày với cả mọi người về các yếu tố nguy cơ liên quan đến các bệnh lý tim mạch. Thì tôi xin giới thiệu qua về công ty của chúng tôi là Vienna Lab. Chúng tôi đã có 25 năm kinh nghiệm trong phát triển và chúng tôi đã phân phối đến khoảng 66 quốc gia trên thế giới. Chúng tôi làm việc với các bệnh viện, phòng xét nghiệm, đại học và các công ty dược, và chúng tôi có tiêu chuẩn đã đạt tiêu chuẩn của hệ thống quản lý chất lượng. We work in four different fields. This is hereditary disorders, mutation causing direct layer disorders, genetic predisposition. This is about germline mutation, inherited mutation that increase or decrease the risk to develop a disease. About pharmacogenomics, which is also germline or inherited mutations determining the response to therapy, like resistance, side effects, optimal dosing of medication, and oncology. This is somatic or acquired mutations
that is a cause of tumor or determine the response to the tumor to anti-cancer therapy. Và hiện tại chúng tôi làm có các lĩnh vực về bệnh lý, các bệnh lý về rối loạn, các bệnh lý rối loạn do di truyền thì thường là do các đột biến mầm gây ra. Tiếp theo là các yếu tố về di truyền thì thường là do các cũng là có các đột biến mầm làm tăng hoặc là giảm nguy cơ phát triển bệnh. Một phần nữa rất là quan trọng đấy chính là về dược di truyền, đấy chính là các đột biến mà có thể giúp chúng ta xác định khả năng đáp ứng điều trị với thuốc. Ví dụ như là khả năng kháng thuốc hay là xảy ra các tác dụng phụ trên bệnh nhân. Và cuối cùng là phần lĩnh vực về ung thư thì thường ung thư là về đột biến các tế bào soma, tức là các bệnh mắc phải, và chúng tôi xét nghiệm để có thể xác định ra các đột biến sử dụng trong đánh giá đáp ứng điều trị. We use, depending on the complexity, we use three different platforms. If there's a low number of markers, 1 to 3, we use real fast, this is Tuckman-based PCR. Medium complexity, from 3 to 40 mutation, we use a so-called strip assay. And for high complexity, we use next generation sequencing. Chúng tôi sử dụng trên 3 nền tảng khác nhau, đấy chính là real fast, tức là sử dụng hệ thống real time PCR, công nghệ Tuckman, và tiếp theo là strip assay chúng tôi sẽ sử dụng dành cho những bệnh mà có thể phát hiện đa đột biến từ khoảng 3 đến 40, và cuối cùng là những loại mà nhiều hơn muốn phát hiện đồng thời nhiều hơn 40 đột biến cùng một lúc thì chúng tôi sẽ sử dụng giải trình tự thế hệ mới. Here you see the two major platforms. The strip assay is based on PCR and hybridization to test strips. Here on the left is shown some examples of test strips. So it's a linear array. It can be done in a water bath, in a thermal shaker, or in automated instrumentation. It can multiplex up to 40 mutations. It can be done manually or automated. But it is not quantitative. In contrary, the real fast assays, they are based on Tuckman real-time PCR. The advantage, it's much simpler, it's cost-effective, it's suitable for common thermocyclers, it's quantitative, so we can also determine copy number variations. The limitation, it's not multiplexing, so we have to remain with 1, 2, up to 3 markers at the maximum. Và hiện tại thì chúng tôi sử dụng hai nền tảng, hai nguyên lý chủ yếu đấy. Thứ nhất là về strip assay ở bên phía tay trái của màn hình, thì dựa trên chủ yếu là nguyên lý PCR và lai đầu dò trên test strip. Thì cái nguyên lý cái xét nghiệm này, ở trên nguyên lý này thì chúng tôi có thể phát hiện đồng thời đến 40 đột biến cùng một lúc. Tuy nhiên hạn chế của nó chính là chúng tôi không thể định lượng được. Trái ngược lại về đấy chính là cái công nghệ real fast và sử dụng trên nguyên lý Tuckman real time PCR, và cái công nghệ này thì rất là nhanh và có thể định lượng được, nhưng mà chúng tôi sẽ không thể phát hiện đồng thời nhiều đột biến mà chỉ có thể 1 đến 3 đột biến cùng một lúc. We use the strip assay for hereditary disorders such as thalassemias or sugar intolerance, celiac disease. We use the strip assay for predispositions like cardiovascular risk factors. And we use it for pharmacogenomics. I will go to this into more detail later. Và chúng tôi sử dụng công nghệ strip assay ở trong các bệnh lý rối loạn do di truyền, ví dụ như thiếu máu huyết tán, thalassemia, bệnh sơ nang, và cùng với đó là các yếu tố ví dụ như là các bệnh dường như là các yếu tố nguy cơ bệnh lý tim mạch hoặc là về trong dược di truyền. And we use it for oncology. Response to anti-EGF receptor colon cancer therapy, we do KRAS and NRAS. For melanoma therapy, anti-BRAF, we use BRAF strips. And for anti-EGFR lung cancer therapy, we use strips for EGF receptor, EGFR mutations. Và ứng dụng ở trong lĩnh vực ung thư thì công nghệ strip assay của chúng tôi sử dụng để phát hiện các đột biến KRAS, NRAS, BRAF và EGFR, dụng trong điều trị các bệnh về ung thư đại trực tràng, ung thư hắc tố hay là ung thư phổi. The real fast we use for cardiovascular disease, for hemochromatosis, lactose intolerance, pharmacogenomics, for lung cancer, for lung COPD, obstructive pulmonary disease risk. Và ở trong các ứng dụng về real fast thì chúng tôi sử dụng cho các bệnh lý liên quan đến tim mạch, các bệnh về thừa sắt hay là dung nạp lactose ở trong dược di truyền và các yếu tố nguy cơ liên quan đến COPD. For HLA, certain HLA markers, for copy number variations,
We can multiplex it, so we use 4 dice, and we use it for oncology, so-called liquid profiling or liquid biopsy testing. Và ở trong chúng tôi cũng có thể áp dụng ở trên tìm gen HLA hoặc là sử dụng nhiều kênh khác nhau để phát triển đồng thời nhiều đột biến, và đồng thời chúng tôi cũng đang phát triển về sinh thiết lỏng trong ung thư để tìm đột biến T790M của EGFR. In oncology, we use for breast cancer panels, cancer risk panel for hereditary forms of cancer, somatic mutation cancer, so to type various types of cancer, and for the human microbiome, 16S NGS, to type the human gut microbiome. Và tiếp theo đấy chúng là chúng tôi sử dụng ứng dụng trong ung thư với các công nghệ của NGS, giải trình tự gen thế hệ mới, thì chúng tôi sử dụng các panel dành cho BRCA1/2, các panel liên quan đến yếu tố ung thư, và bên cạnh đấy chúng tôi còn có microbiomes, tức là một loại tức là có thể phân lập và định danh các vi khuẩn từ các bệnh phẩm khác nhau. I will start by giving you an overview of cardiovascular disease, especially the genetic risk for cardiovascular disease. So CVD is a very heterogeneous, diverse group of disorders of the heart and blood vessels. It includes myocardial infarction, stroke, deep vein thrombosis, and the two major manifestations are venous thromboembolism and atherosclerosis. Và tiếp theo tôi xin giới thiệu về các yếu tố di truyền liên quan đến các bệnh lý về tim mạch. Thì các bệnh lý tim mạch thì là tập hợp các nhóm bệnh lý liên quan đến rối loạn tim và mạch, và có hai nhóm chính, đấy chính là huyết khối tĩnh mạch và xơ vữa thành động mạch. CVD is a leading cause of morbidity and mortality. It causes nearly half of death in the Western world, in Europe and US, and about a third of global death. And it's of multifactorial origin. This is the important thing to understand. It's a combination of environmental and genetic risk factors that predispose to cardiovascular disease. Và các bệnh lý liên quan đến tim mạch là nguyên nhân chính gây bệnh và gây ra tử vong ở khoảng 48% dân số mắc bệnh ở châu Âu, và ở Mỹ là khoảng 41%, và này đứng thứ 3 ở trên thế giới. Và có rất là nhiều nguyên nhân liên quan đến gây ra các bệnh lý về tim mạch, ví dụ như môi trường hay là các yếu tố di truyền liên quan. Some of the environmental factors listed here is tobacco smoke, physical inactivity, overweight and obesity, alcohol and drug abuse, stress, and some of the inherited genetic risk factors is mutated blood coagulation factors, mutated lipoproteins, mutated regulators of blood pressure, mutated regulators of homocysteine, and mutated regulators of inflammation. Và ở các yếu tố nguy cơ bên ngoài, ví dụ như là hút thuốc, ít vận động, thừa cân, tiểu đường, nghiện rượu, nghiện thuốc hay là stress, và còn các yếu tố nguy cơ do di truyền, ví dụ như các đột biến liên quan đến các yếu tố chống đông, lipoprotein, điều hòa huyết áp hay là điều hòa homocysteine hoặc là điều hòa quá trình viêm. I will go quickly through some of the most important and well-known genetic risk factors, starting by factor 5 mutations. You have this in your documents, so I will quickly go through that. Factor 5 contains two major mutations. One is called factor 5 Leiden, and the other one is called H1299R. They are the major known hereditary risk factors for venous thromboembolism. Và có đến 17 yếu tố nguy cơ liên quan đến các bệnh lý tim mạch, và tôi sẽ chỉ đi rất là ngắn gọn các yếu tố này thôi, thì chúng ta cũng có tài liệu ở trên tay và chúng ta có thể tham khảo ở trong đấy. Đầu tiên chính là yếu tố đông máu số 5. Yếu tố đông máu số 5 này có hai loại đột biến. Thứ nhất là đột biến Leiden ở G1691A, và thứ hai là ở H1299R. Thì cái yếu tố đột biến của yếu tố đông máu số 5 này là nguyên nhân di truyền chính của liên quan đến huyết khối tĩnh mạch. The way that factor 5 works is that it causes a condition called APC resistance, so the cleavage of factor 5 through the activated protein C is inhibited. So the major condition is APC resistance. Và yếu tố đông máu số 5 này bị hoạt động như là cofactor yếu tố kích hoạt của yếu tố 10, và trong việc chuyển đổi prothrombin thành thrombin, nó bị phân hủy bởi protein hoạt tính C và thông qua sự phân cắt.
It is the most common hereditary cause for thrombophilia. In heterozygotes, the risk is increased by 7-fold. In homozygotes, it's 80-fold. And the second mutation is an additional risk factor. As shown in this publication, double heterozygosity for both mutation conferred a 3-4-fold increased risk for thromboembolism. Thì trong yếu tố đông máu số 5 này có hai là đột biến chủ yếu. Đột biến thứ nhất là đột biến Leiden thì đây là nguy cơ gây nên huyết khối tĩnh mạch và khiến nguy cơ này tăng lên gấp 7 lần nếu như mà có đột biến dị hợp tử và tăng lên 80 lần nếu mà có đột biến đồng hợp tử. Đột biến thứ hai đấy chính là đột biến thể đơn bội HR2 và những cái đột biến này thì khi ở thể dị hợp tử kép thì có thể làm tăng 3 đến 4 lần nguy cơ liên quan đến huyết khối tĩnh mạch. Some big studies were done, like the Leiden thrombophilia study or the U.S. Physicians Health study. All of them distinguished, all of them found out or determined that this mutation is the most important hereditary cause of venous thrombosis. And homozygous carriers will experience at least one thrombotic event in their lifetime. Và trong một nghiên cứu về sức khỏe của Mỹ thì đột biến này xuất hiện như là một yếu tố di truyền phổ biến nhất, có thể nhận biết được nguy cơ bệnh huyết khối tĩnh mạch và những cái hầu hết các bệnh nhân có đột biến đồng hợp tử Leiden sẽ mắc ít nhất một bệnh liên quan đến huyết khối trong suốt cuộc đời. Another one very important is prothrombin, a mutation called G20210A. And it decreases the risk for cerebral and deep vein thrombosis. Tiếp theo chính là yếu tố về prothrombin, tức là yếu tố đông máu số 2. Thì yếu tố này có đột biến ở G20210A và nó sẽ gây ra tăng nguy cơ về não huyết khối tĩnh mạch sâu. Some studies being done, they found out that the mutation is an important risk factor for venous thrombosis and for recurrent venous thromboembolic complications. Và các yếu tố ở trong yếu tố đông máu số 2 này thì sẽ có một cái loại đột biến rất là quan trọng và đột biến này thì liên quan đến tăng nguy cơ biến chứng huyết khối tĩnh mạch tái phát. MTHFR contains two important mutations in position 677 and 1298 and it's a risk factor for venous thromboembolism and the risk is further elevated if both mutations are present and the condition is called hypohomocysteinemia. Yếu tố tiếp theo đấy chính là yếu tố viết tắt là MTHFR có hai đột biến ở vị trí 677 và 1298 thì đột biến này sẽ gây ra hệ quả là gây ra triệu chứng tăng homocystein và biểu hiện lâm sàng chính là gây tăng nguy cơ huyết khối tĩnh mạch và gây tăng nguy cơ nếu mà có hai đột biến cùng một lúc. Again, studies showing here that the carriers of this MTHFR mutation, especially when they have also the factor V Leiden mutation, are at greater risk of developing deep vein thrombosis than those with either mutation alone. Và với đột biến này thì nó sẽ nếu mà bệnh nhân có cả hai đột biến sẽ có hai đột biến cả đột biến MTHFR và đột biến Leiden thì họ sẽ có nguy cơ phát triển bệnh huyết khối tĩnh mạch sâu nhiều hơn so với những người chỉ có một đột biến. Blood coagulation factor 13 has one important mutation at position 34 V34 or valine 34 leucine and this in contrary to the others has a protective effect. So carriers of this mutation have a lower risk to develop venous thrombosis and myocardial infarction. Và tiếp theo chính là yếu tố đốc máu số 13. Yếu tố này thì thay đổi protein ở vị trí số 34 từ valine thành leucine. Hệ quả của nó chính là tạo ra các cục máu ít ổn định và trên biểu hiện lâm sàng như là tăng nguy cơ xảy thai tái phát. Shown in studies also, so it has a small but a significant protective effect against venous thromboembolism, and it has a modest protective effect against coronary artery disease. Và yếu tố 13 này sẽ có tác dụng bảo vệ yếu, nhưng lại có ý nghĩa đối với tắc huyết khối tĩnh mạch, đối với tắc huyết khối tĩnh mạch và có tác dụng bảo vệ rất ít đối với cả bệnh động mạch vành, bao gồm cả nhồi máu cơ tim. Plasminogen activator inhibitor or PI-1 has one important polymorphism 4G or 5G
And this one is a risk factor for venous thromboembolism and pregnancy complications. Và tiếp theo là chất ức thể hoạt hóa plasminogen hay còn gọi là PI1, có hai đột biến là đột biến 4G hoặc là 5G, và cái đột biến này thì là yếu tố nguy cơ gây nên huyết khối tĩnh mạch và các biến chứng khi mang thai. The literature confirms this, so the genotype is the 4G homozygous genotype is a risk factor for coronary artery disease and it has an influence on the thrombotic risk in patients with inherited thrombophilia. Và kiểu gen đồng hợp từ 4G là một yếu tố nguy cơ gây nên bệnh động mạch vành, và cái allele này có thể ảnh hưởng đến nguy cơ huyết khối ở bệnh nhân rối loạn đông máu vô tính di truyền. Endothelial protein C receptor or EPCR has two important mutations at position 4600 and 4678, and the haplotype A1, which is determined by these two mutations, has a protective effect on VTA, while the haplotype A3 increases the thrombotic risk. Tiếp theo chính là thụ thể protein C ở nội mô có hai đột biến ở vị trí 4600 và 4678. Thì các đột biến này có ba thể đơn bội là A1, A2 và A3. Các thể đơn bội A1 có tác dụng bảo vệ chống huyết khối tĩnh mạch và sảy thai tái phát. Thể đơn bội A3 thì tăng nguy cơ huyết khối. Endothelial nitric oxide synthase or ENOS has two polymorphisms that increase the risk for coronary artery disease and for premature myocardial infarction. Tiếp theo là enzyme tổng hợp nitric oxide nội mô, và enzyme này thì có tác dụng tăng nguy cơ, và đột biến ở trên enzyme này có tác dụng là tăng nguy cơ gây ra bệnh động mạch vành và nhồi máu cơ tim sớm. Both is confirmed in the literature again, so it's increased the risk for thrombosis. A1 has a reduced risk for venous thromboembolism, and ENOS is associated with the risk of ischemic stroke independent of age, gender, and so on. Và các thụ thể protein C nội mô này sẽ làm tăng nguy cơ huyết khối, và đồng thời nếu mà bệnh nhân mang cùng với cả đột biến Leiden thì sẽ làm giảm đáng kể nguy cơ huyết khối tĩnh mạch. Bên cạnh đấy thì enzyme tổng hợp nitric oxide nội mô sẽ có đột biến ở trên enzyme này sẽ có ảnh hưởng đến nguy cơ làm tai biến gây tai biến mạch máu não. Lymphotoxin alpha is a risk factor or LTA. It contains one mutation, one important, and it has a pro-inflammatory effect and increases the risk for CAT. Tiếp theo chính là yếu tố nguy cơ có tên viết tắt là LTA, và yếu tố này thì sẽ là gây ra hiệu ứng tiền viêm, và tiếp là nó cũng có tăng nguy cơ gây ra bệnh động mạch vành. Angiotensin converting enzyme or ACE has an insertion and deletion polymorphism, and the DD homozygous genotype is a risk factor for fetal loss but also for myocardial infarction, especially in young smokers. Tiếp theo chính là đột biến trên enzyme chuyển angiotensin, và các đột biến này thì sẽ có hai loại là đột biến thêm hoặc là mất đoạn, và nếu như mà bệnh nhân có kiểu gen D lớn, tức là kiểu gen đồng hợp tử, là sẽ là một yếu tố nguy cơ gây ra sảy thai và nhồi máu cơ tim ở những người trẻ hút thuốc. Again associated with coronary artery disease, increased the risk of death after acute myocardial infarction. Associated with a clinical stroke or associated with the risk of stroke and increases the risk for early onset of coronary heart disease. Và đột biến của trên gen LTA có liên quan đến bệnh động mạch vành và liên quan độc lập với tăng nguy cơ tử vong sau khi nhồi máu cơ tim cấp tính, và có liên quan đến đột quỵ trên lâm sàng. Ngoài ra thì đột biến thêm hoặc là xóa đoạn của enzyme chuyển là nó gắn liền với cả nguy cơ gây đột quỵ và làm tăng nguy cơ xuất hiện sớm của các bệnh mạch vành. Human platelet antigen 1 or HPA1 has one important polymorphism, leucine 33 pro, and it's a risk factor for early onset myocardial infarction. Tiếp theo là kháng nguyên tiểu cầu ở người số 1 hay còn gọi là HPA1 hoặc là GP3A. Đột biến ở trên yếu tố này thì sẽ làm tăng là nguy cơ gây nhồi máu cơ tim sớm.
Beta fibrinogen position in the minus 445 G2A is associated with premature myocardial infarction. Tiếp theo chính là ở trên beta fibrinogen và các đột biến ở trên này sẽ là liên quan đến nhồi máu cơ tim sớm. It's a threefold and fourfold risk of ischemic cardiovascular disease. It's a risk factor for early onset coronary artery disease. And fibrinogen A predisposes to atherothrombotic events, shown in studies. Và đột biến ở trên HPA1 thì sẽ làm tăng 3 đến 4 lần nguy cơ gây ra bệnh tim mạch thiếu máu cục bộ, bệnh tim thiếu máu cục bộ. Và nếu với kiểu gen đột biến thì sẽ có yếu tố là nguy cơ xuất hiện sớm bệnh mạch vành. Và bên cạnh đấy thì đột biến ở vị trí trừ 455 G thay bằng A ở trên beta fibrinogen sẽ dẫn đến các yếu tố xơ vữa huyết khối, xơ vữa trên huyết khối, xơ vữa trên động mạch. Finally, lipoproteins, the apolipoprotein B is associated with a defective LDL and with familial hypercholesterolemia. Và tiếp theo là apolipoprotein B, và đột biến ở trên này sẽ liên quan đến khiếm khuyết LDL và cholesterol cao của tính gia đình. And apolipoprotein E, two mutations define the isoforms E2, E3 and E4, and the E4 is associated with increased susceptibility to coronary atherosclerosis, but it was also a known or the major known Alzheimer disease risk factor. Tiếp theo là apolipoprotein E, I, và cái này có 3 đồng đẳng là E2, E3 và E4. Ở trong đấy thì đồng đẳng E4 có liên quan đến tăng nguy cơ xơ vữa động mạch vành và bệnh Alzheimer. Again, increased the risk of ischemic heart disease, and genotyping was found to be important in assessing the risk of ischemic heart disease. Và các đột biến trên ApoB thì sẽ tăng nguy cơ bệnh thiếu máu cục bộ, và trên ApoE thì sẽ có vai trò quan trọng trong đánh giá nguy cơ tăng nguy cơ IDH ở các cá thể bệnh thiếu máu. Tức là ApoE thì sẽ quan trọng trong việc đánh giá nguy cơ về bệnh tim thiếu máu cục bộ. Important thing to understand is that CVD is a multifactorial genetic disease, as was shown here also in this publication and in many others. This group found that using the CVD strip assay, 66% of patients who had no mutations when they tested them only for 2-3. So here factor 5 prothrombin empty HFR, 66% of patients were found to have additional genes or SNPs, or this means genetic variations or mutations, that are highly associated with the risk of thrombosis. And they concluded that this observation is of extreme importance in the clinical practice for the introduction of the extended cardiovascular disease panel into routine molecular diagnostic menus. Và đây là một nghiên cứu, và nghiên cứu này khẳng định là các bệnh lý liên quan đến tim mạch là các bệnh lý di truyền đa yếu tố, và khi mà sử dụng cái strip assay, công nghệ strip assay CVD thì 66% bệnh nhân không phát hiện đột biến khi sử dụng các xét nghiệm đơn tìm đột biến ở trên FVP PTH hay là ở trên gen MTHFR, và các bệnh nhân này được phát hiện ra có thêm những đa hình đơn nucleotide hoặc là các đột biến trên gen có nguy cơ có liên quan đến nguy cơ huyết khối cao. Và cái nghiên cứu này thì rất là quan trọng trong thực hành lâm sàng, bởi vì sự ra đời của cái panel CVD mở rộng sẽ trở thành một xét nghiệm chẩn đoán sẽ có thể trở thành một xét nghiệm chẩn đoán thường quy và hỗ trợ rất nhiều cho bệnh nhân. This is the CVD strip assay shown in more details. So there is on the left is a generic CVD strip that contains mutation for atherosclerosis and thrombosis, 12 mutations, but there are separate strips also for 9 mutations for atherosclerosis or of 9 mutations that play a role in thrombosis. Hiện tại thì công nghệ strip assay có 3 loại, có 3 loại thanh đầu dò. Và thứ nhất là về
loại chung, tức là CVD strip assay, tức là bao gồm cả về các bệnh về xơ vữa tĩnh mạch và huyết khối. Bên cạnh đấy thì chúng tôi có hai loại riêng liên quan đến xơ vữa tĩnh mạch và huyết khối là CVD-A và CVD-T. I would like to talk a little bit about the important field in for CVD risk, which is pregnancy complications. Pregnancy is an acquired hypercoagulable state with an increase in procoagulant factors and with a decrease in physiologic anticoagulants. It impairs a fibrinolytic activity, or it has an impaired fibrinolytic activity. Pregnancy requires an even balance of coagulation and fibrinolysis to secure the stabilization of the placental base plate. And this is a quote from the literature. It's in general agreement that thrombophilia increases the risk of venous thromboembolism and of adverse pregnancy outcomes, including pregnancy loss, preeclampsia, placental abruption, intrauterine growth restriction in pregnancy. Và tiếp theo tôi xin nói về các yếu tố nguy cơ bệnh lý tim mạch liên quan đến các biến chứng khi mang thai. Và khi mà mang thai thì đây là một tình trạng tăng đông máu mắc phải. Và khi đó thì trên cơ thể của người bệnh sẽ gia tăng các yếu tố liên quan đến đông máu, giảm khả năng chống đông sinh lý và thay đổi hoạt động tan của sợi huyết. Và khi mang thai thì nó cũng đòi hỏi cái cân bằng đông máu và tan sợi huyết để đảm bảo ổn định của màng đáy giao thai. Và ở trong y văn thì có một câu, thì chính là rối loạn đông máu sẽ làm tăng nguy cơ gây tắc huyết khối tĩnh mạch và gây bất lợi cho thai phụ, và bao gồm các biến chứng như là sảy thai, tiền sản giật, bong nhau thai và hạn chế tăng trưởng nội mạc tử cung trong thai kỳ. Some quotes taken from the literature confirms only what I said. So it's a strong association of factor 5 Leiden, of MTHFR, prothrombin. All of that has an impact for fetal loss, preeclampsia, growth restriction, placental abruption and recurrent pregnancy loss. Và ở trên này là những cái câu mà chúng tôi trích ở trong các y văn liên quan đến cái nghiên cứu giữa các đột biến gen trong nguy cơ về bệnh lý tim mạch với cả các biến chứng khi mang thai. Trong đó thì có các ví dụ như là có mối quan hệ chặt chẽ giữa gen đột biến F về gen Leiden với việc sảy thai, hay là có các hay là giữa rất là nhiều những cái dạng gen khác với cả yếu cố nguy cơ liên quan đến biến chứng trong thai kỳ. This is a study where we have been involved called the Vienna Recurrent Pregnancy Loss Study. It was looking at genetic CVD risk factors compared between patients with a history of recurrent pregnancy loss and a matched group of control using the CVD strip assay. Và đây là một nghiên cứu liên quan đến sảy thai tái phát của Vienna, và chúng tôi sử dụng CVD strip assay để nghiên cứu các yếu tố di truyền liên quan đến nguy cơ bệnh tim mạch giữa nhóm người có tiền sử sảy thai tái phát với nhóm chứng. The outcome of this was that some of these risk factors like factor 13, PI1 or ECA were found to increase the risk for pregnancy complication. You see factor 13 1.9, two of them 2.4. Two or more risk factors increased the relative risk to 4.4. And the conclusion was PI1, factor 13, and ACE allele act synergistically towards recurrent pregnancy loss. Highly increased risk for recurrent pregnancy loss in carriers of two or more CVD risk mutations. Và đây là kết quả của nghiên cứu đấy. Khi mà chúng tôi nghiên cứu thì những gen về ví dụ như là yếu tố 13 và ví dụ như là yếu tố 13 kết hợp với cả PI1 và kiểu gen là 4G trên 4G 5G thì kết quả ra là tăng nguy cơ tương đối lên khoảng 1.9 đến 2.4, trong đó đặc biệt là có trên những bệnh nhân mà mang hai hoặc là nhiều các cái yếu tố thì có thể tăng nguy cơ lên đến 4.4. Và kết luận của chúng tôi chính là PI1 và yếu tố 13 cùng với cả ALD của enzyme chuyển angiostensin kết hợp đồng thời sẽ gây nên khả năng sảy thai tái phát, và nguy cơ sảy thai tái phát tăng cao trong trường hợp mang hai hoặc nhiều đột biến liên quan đến nguy cơ các bệnh lý tim mạch cùng lúc.
Another finding was that protective factors can also act. So factor 5 Leiden increases the risk by 2.2. EPCR has a protective effect. And in combination, factor 5 Leiden and EPCR confirmed the risk that was back to normal, 1.2. So in carriers of factor 5 Leiden and the ECR haplotype decreased the risk, the relative risk for recurrent pregnancy loss again. Vâng, và đây là một kết quả nữa, chính là kiểu gen khi mà những người mang kiểu gen Leiden thì có yếu tố nguy cơ tương đối tăng lên 2,2 lần. Trong đấy thì có các yếu tố liên quan đến EPCR là một yếu tố bảo vệ. Khi mà yếu tố bảo vệ này đơn độc thì là 0,8, nhưng mà khi tiếp tục với Leiden thì cái tỷ lệ mắc vẫn tăng lên khoảng vẫn là tăng lên khoảng 1,0. Những người mắc những người mang gen đơn bội A1 của EPCR thì sẽ làm giảm nguy cơ tương đối liên quan đến sảy thai tái phát. Final part will be about pharmacogenomics. The definition of pharmacogenomics that I would give is DNA the pharmacogenomics is DNA analysis to explain and to predict the response of a patient to drug therapy. Và tiếp theo tôi sẽ nói đến về dược di truyền. Đây là một lĩnh vực rất là mới, và dược di truyền chính là nghiên cứu về cách thức gen di truyền của một người có ảnh hưởng đến cách thức người đấy đáp ứng với thuốc. Dược di truyền hiện đang được sử dụng để tìm hiểu về một loại thuốc hay là liều tốt nhất dành cho bệnh nhân. This is a comparison of the current medicine, the so-called one treatment fits all, or the future medicine, which is more more about a personal medicine, personalized medicine. Thì tiếp theo thì chính là về các loại thuốc khi mà trước đây chúng ta dùng thì chúng ta thường dùng một liều dành cho tất cả mọi người. Tuy nhiên thì ở trong dược lý hiện đại và ở trong tương lai thì chúng ta sẽ điều chỉnh liều tùy vào thể trạng bệnh hoặc là tình trạng gen của từng người khác nhau. Thank you. Shown on top is you have a heterogeneous group of patients. They all get the same therapy. Some patients respond positively. The treatment has a good effect. For some patients, the treatment has no effect. And for some patients, the treatment has an adverse effect. In the future medicine, there should be biomarkers available to allow treating these patients differently. All of them get a different or stratified sort of therapy. And for all of them, the treatment should finally have a good effect. Và ở trong dược lý kiểu cổ điển thì chúng ta thường sử dụng một liều duy nhất dành cho tất cả mọi người. Vì thế mà chúng ta sẽ có những kết quả khác nhau dành cho những người khác nhau. Như là những người có kết quả tốt hoặc là có những người lại có tác dụng phụ. Ở trong dược lý tương lai thì khi mà những dấu ấn sinh học của chúng ta đã có đầy đủ thì chúng ta có thể điều chỉnh liều dành cho những người khác nhau và chúng ta cùng có được những cái kết quả tốt nhất. This is an important scheme to understand the four phases of pharmacokinetics. Is the first one is absorption, so the drug is taken usually or very often orally. Then the second phase is distribution, so it's distributed in a body via the bloodstream. The third phase is metabolism. The drug is broken down usually in the liver. And the fourth phase is excretion, very often through the urine. Và đây là bốn giai đoạn của dược động học. Như chúng ta đã biết thì đầu tiên là có hấp thu, phân phối, chuyển hóa và thải trừ. This is a graph showing the different types of metabolizers. Curve A shows an ultra rapid metabolizer, curve B shows a normal or extensive metabolizer, curve C shows a slow or poor metabolizer. In the rapid metabolizer, the drug is absorbed but never reaches the so-called therapeutic threshold. So the drug is ineffective. It becomes metabolized before it's even in the therapeutic window. Curve B shows the average patient where the drug is absorbed. It reaches the therapeutic window and after some time it's metabolized and extinguishes from the body. And curve C, the drug is taken, it's absorbed, but it exceeds the toxicity threshold. So it's becoming the adverse drug reactions are being seen
And only afterwards is metabolized and excreted from the body. Và ở trong cái biểu đồ này thì chúng ta có thể nhìn thấy đây là biểu đồ lên đến sự khác nhau của những người bệnh nhân khác nhau. Ở vị trí A là những người mà có khả năng chuyển hóa mạnh, ở những B là những người có khả năng chuyển hóa bình thường và C là những người có chuyển hóa chậm. Thì A là những người cực mạnh. Thì ví dụ như ở A thì chúng ta có thể thấy liều dùng của chúng ta, nếu như mà chỉ có dùng một liều dùng dành cho họ thì người A có thể chuyển hóa mạnh và chưa đến được cái liều điều trị thì bệnh nhân đã thải trừ thuốc rồi và nó sẽ không đạt được hiệu quả. Tương tự như thế với cả B và C, chúng ta có thể thấy với bệnh nhân C thì chúng ta sẽ có độc tính tăng lên trong bệnh nhân nếu mà sử dụng một liều duy nhất. I'll talk about three examples. The first one is coumarin derivatives like warfarin or fenbrocumon. They are the most widespread oral anticoagulant drugs for the prevention and treatment of thromboembolic disorders. They have a very, very narrow therapeutic range or window. And they have a wide inter-individual variability in dose requirement. There is often delays in achieving a stable maintenance dose, and adverse events are frequently encountered during the initial phase of therapy, like overdosing, which leads to bleeding, or underdosing, which leads to insufficient anticoagulation. And some of the known parameters that influence the treatment are age, sex, body size, weight, but also co-medication and genetic factors. Và tiếp theo chính là các dẫn xuất của coumarin, chính là các thuốc chống đông đường uống và thường có sử dụng trong điều trị phòng ngừa rối loạn huyết khối. Và coumarin có khoảng điều trị rất hẹp và khoảng biến đổi thì lại rộng. Và khi mà chúng ta sử dụng liều dùng thì chúng ta thường gặp phải ở giai đoạn đầu điều trị thì sẽ phải điều chỉnh liều cho bệnh nhân. Nếu như mà quá liều thì sẽ gây ra chảy máu, hoặc là nếu mà dưới liều thì sẽ không đủ liều để chống đông. Shown here are data taken from the literature of 2005 already. They show that the VCoRC1 polymorphism in 1639 and the functionally defective cytochromes CYP2C9, star 2 and 3, they account for the majority of variations in the therapeutic response to warfarin. In the graph on the left is shown different genotypes and the optimal dose. So there's quite a big variation in the dose requirement related to the genotype. And based on this data, warfarin dosing algorithms were developed, and they were even published, like here on warfarindosing.org, free of charge on the web, where a calculated warfarin dose can be determined. Tiếp theo chính là về chúng tôi sẽ nói về các đa hình gen liên quan đến điều chỉnh liều warfarin. Chúng ta có hai đa hình gen là VCO và CYP2C9. Thì dựa trên những cái đa hình này và các thuật toán thì chúng ta có thể định lượng được liều warfarin dựa trên tùy vào tình trạng của mỗi bệnh nhân. Và các cái thuật toán này thì có thể truy cập miễn phí ở trên trang web hiện trên màn hình. And this calculated warfarin dose shown here and the actual warfarin dose that do I do something wrong? Thì khi mà chúng ta sử dụng các bệnh nhân mà có kiểu gen khác nhau thì ví dụ như mà màn hình ở bên trái của chúng ta có thể thấy là tùy vào các kiểu gen khác nhau mà có thể định lượng liều khác nhau dành cho các bệnh nhân. So the calculated warfarin dose and the actual warfarin dose in the patients are in very good agreement, and you can actually predict the optimal warfarin dose in a patient by this genetic analysis. Và đối với cả công cụ để tính liều warfarin này thì chúng ta có thể đạt được hiệu quả tốt nhất dành cho bệnh nhân. This is the PGX thrombostrip assay that combines VCoRC1 polymorphism and CYP2C9 variants star 2 and star 3 to be simultaneously analyzed. Và đây là test về định lượng liều về hai đột biến thể VCO và CYP2C9, và tí nữa thì tiến sĩ Nguyễn Thuận Lợi ở bên đơn vị gen tế bào gốc sẽ trình bày kỹ hơn về các cái test này. A second example is clopidogrel or Plavix. It's a platelet inhibitor used to prevent heart attack or stroke in patients at high risk. The cytochrome 2C19 poor metabolizers are associated with diminished antiplatelet response to clopidogrel, and the US FDA already added a boxed warning to the Plavix drug to make patients and healthcare providers aware that CYP2C19
poor metabolizers, which account for up to 14% of patients, are at high risk of treatment failure and that testing is recommended. And apart from propidogrel, CYP2C19 is involved in the metabolism of a high number of currently prescribed drugs. About 20% of Caucasians and up to 30% of Asians carry at least one defective allele. Và tiếp theo chính là thuốc clopidogrel, và đây là thuốc để ức chế tiểu cầu sử dụng trong ngăn ngừa đau tim hoặc là đột quỵ ở những bệnh nhân có nguy cơ cao. Và FDA thì đã khuyến cáo sẽ phải xét nghiệm gen CYP2C19 trên những bệnh nhân mà có những bệnh nhân chuyển hóa kém, bởi vì những bệnh nhân này sẽ có nguy cơ cao thất bại trong việc điều trị, và những bệnh nhân này cần phải được xét nghiệm kiểu gen trước khi mà chỉ định liều. Và những cái và CYP2C9 thì có thể xuất hiện ở khoảng 20% dân số người da trắng hoặc 30% dân số châu Á, và ít nhất trong số họ là có khiếm khuyết một allele. The PGX CYP2C19 strip assay combines variants star 2 to star 8 plus star 17 to be simultaneously analyzed, and if there is no allele of star 2 to star 8 or star 17 present, the patient is an extensive or normal metabolizer. If one allele, star 2 to star 8, is present, it's an intermediate metabolizer. And if two alleles, star 2 to star 8, are present, the patient is a poor metabolizer. So this is the genotype that is especially critical. And if the patient has one or two alleles of star 17 present, he is an ultra-rapid metabolizer. Và chúng ta có thể thấy đây là những cái kết quả của phân tích đồng thời của các biến thể CYP2C19. Thì ví dụ như có một allele, ví dụ không có allele 2 hoặc 8 thì sẽ là những bệnh nhân chuyển hóa bình thường, và xuất hiện một allele thì là những người chuyển hóa trung bình, còn nếu mà hai allele thì sẽ là và nếu như mà có hai allele thì sẽ là những người chuyển hóa chậm, và nếu mà có một hoặc hai allele của 17 thì sẽ là những người chuyển hóa cực nhanh, cực mạnh. And finally about statins such as simvastatin are a class of lipid lowering drugs that reduce the illness and mortality in patients who are at high risk of cardiovascular disease. They lower the level of LDL cholesterol in the body by reducing its production in the liver. Around 10 to 15% of patients taking statins, they experience muscle problems. Serious muscle problems are, for example, rhabdomyolysis and statin-induced myopathy, which occur in up to lower than 1% of patients only. The common variations in position 521 in the SLCO1B1 gene was shown to be significantly increased the risk of statin-induced myopathy. And the Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium, or CIPIC, recommends SLCO1B1 to be genotyped to adjust the simvastatin dose. Và tiếp theo là thuốc statin. Thuốc này thường sử dụng trong hạ lipid máu và được sử dụng để cho những bệnh nhân có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao. Và khoảng 10-15% các bệnh nhân sử dụng statin sẽ gặp các vấn đề về bệnh cơ do statin gây ra. Và các ở trong Hiệp hội Thực hành Dược Di truyền Lâm sàng thì họ cũng đã khuyến cáo nên xét nghiệm kiểu gen ESCO1B1 để điều chỉnh liều simvastatin. This is taken from the publication of 2014. Depending on the genotype TT, TC, or CC, we talk of a normal function, intermediate, or low function. In the normal function, these patients have a normal myopathy risk, and the starting dose can be given, while in the TC genotype, the intermediate function, these patients have an intermediate myopathy risk, and there should be a lower dose or alternative statin being considered. And the CC is the same. They have a high myopathy risk, and again, a lower dose or even an alternative statin should be prescribed. Và đây là
đây là bài báo của CPIC được đăng trong vào năm 2014 liên quan đến phân tích kiểu gen của những bệnh nhân mà mang đột biến ESCO1B1. Thì những bệnh đối với những bệnh nhân mà có kiểu gen đồng hợp từ TT, các kiểu gen bình thường, thì chúng ta có thể sử dụng liều khởi phát cho bệnh nhân. Đối với bệnh nhân TC hoặc là CC, tức là có mang đột biến, thì chúng ta sẽ phải giảm liều hoặc là sử dụng các phương pháp khác, các thuốc khác dành cho bệnh nhân. And this is a study we did in Austria, a small study on 181 healthy subjects, and we observed 5.5% of individuals with high and 24.3% of individuals with increased statin induced myopathy risk. So it's a quite common condition, as one might know. Và đây là một nghiên cứu khác của Vienna Lab, vào chúng tôi nghiên cứu trên 181 người áo khỏe mạnh, và kết quả đặt ra thì có đến 5,5% đến 24,3% là các đối tượng có nguy cơ cao và nguy cơ và gia tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch do statin. Thank you very much for your attendance and I'll be happy to take questions. Xin cảm ơn rất nhiều. Well, thank you, Dr. Christian Oberkatin, for the very interesting presentation. I think our discussion may be later tôi nghĩ là chúng ta sẽ thảo luận sau khi có xong hai bài báo cáo thì chúng ta có nhìn tổng thể hơn. Thì tiếp theo thì chúng tôi xin mời tiến sĩ Nguyễn Thuận Lợi sẽ ở đơn vị gen và tế bào gốc của Trung tâm Y học Hạt nhân Ung bướu Bạch Mai sẽ trình bày về một số xét nghiệm đang tiến hành ở đơn vị. Xin mời. Em kính chào các thầy cô, kính thưa các anh chị. Thay mặt đơn vị gen tế bào gốc Trung tâm Y học Hạt nhân Ung bướu, em xin được trình bày về cả hai phần. Nhất là một số gen đang được thực hiện tại đơn vị gen tế bào gốc Trung tâm Y học Hạt nhân Ung bướu. Phần thứ hai là các xét nghiệm gen về các bệnh lý huyết khối, xơ vữa, về tim mạch và dược di truyền, và một số ca lâm sàng thực tế chúng em đang thực hiện tại đơn vị. Đầu tiên thì hiện tại thì đơn vị gen tế bào gốc đang thực hiện các cái xét nghiệm thường quy về di truyền ung thư. Thứ nhất là các xét nghiệm phát hiện sớm cũng như là chẩn đoán điều trị, thì có thể chia phân làm hai nhóm. Thứ nhất là phát hiện xét nghiệm sớm trong ung thư vú, ung thư đại trực tràng, các cái gen mà đã hiện trên màn hình ạ. Và thứ hai là các gen trong điều trị ung thư, thì các gen trong ung thư phổi, tiêu hóa như là gen EGFR, KRAS, gen trong ung thư não MGMT, hay là trong chuyển hóa thuốc như DPID, TMT, UTG1A1. Thì tất cả những gen này chúng em đang thực hiện thường quy, và hàng ngày các bệnh nhân có những cái hưởng lợi từ những xét nghiệm này. Và thứ hai, cái phần thứ hai đó là xét nghiệm về các bệnh lý khác, đó là bệnh lý tim mạch, huyết khối như tiến sĩ vừa trình bày. Và thường hàng năm thì chúng em thực hiện các cái ngoại kiểm, và trung tâm luôn luôn được những cái được ngoại kiểm đánh giá cao nhất, kiểm hàng năm, năm nào cũng là hai lần, của Vương quốc Anh cũng như là châu Âu. Đây là những cái danh sách mà chúng em đang thực hiện thường quy do những gen EGFR, thì đây là cái giá bảo hiểm cũng như là giá dịch vụ mà được bệnh nhân được hưởng. Gen EGFR huyết tương cho bệnh nhân mà trong điều trị kháng thuốc, hay gen KRAS, NRAS, BRAF cho ung thư đại trực tràng, gen DPID trong những bệnh nhân mà dùng thuốc 5FU trong điều trị hóa chất, hay là định lượng PIK2 trong một số bệnh lý về gan, hay là xét nghiệm HLA-B27 trong sử dụng máy flow, hay là và gen CVD cho CVDT cho huyết khối, cho xơ vữa, là đa hình gen TBMT và VCOR-CYP2C9 cho sử dụng liều khởi đầu warfarin. Một số gen thì đã được, một số xét nghiệm thì đã được thanh toán bảo hiểm, và một số gen thì đang trong thời gian ban đầu cho nên chưa được thanh toán bảo hiểm. Một phần quan trọng nữa và một cái ý nghĩa nữa đặc biệt quan trọng đối với bệnh nhân ung thư gan, đó là xét nghiệm PIK2. Thực ra là một xét nghiệm thực hiện cho thực hiện được ba cái chỉ số IP, IPR3 và PIK2. Thì xét nghiệm này có một cái ý nghĩa rất là lớn trong việc chẩn đoán sớm. Một khi mà bệnh nhân được chẩn đoán sớm dựa trên ba cái giá trị này thì cho thấy là bệnh nhân được điều trị có những cái phác đồ điều trị tốt hơn, điều trị khỏi và điều trị khỏi hoàn toàn, cũng như là mang cái lợi ích cho bệnh nhân. Hiện tại thì có hai cái thang điểm Gallup
và GALAD thì các thang điểm GALAD để đánh giá cái sự có mặt hay cái gọi là có đánh giá cái nguy cơ của bệnh nhân mang có khả năng mang cái nguy cơ ung thư gan dựa trên 5 cái yếu tố là tuổi, giới và 3 cái chỉ số IPL3 và DCP. DCP là tương đương với PIK2. Dựa trên cái 3 chỉ số này mà Nhật Bản người ta đã khuyến cáo cái 3 cái xét nghiệm này để trong sàng lọc phát hiện sớm ung thư gan, và từ đó người ta so với Mỹ người ta đã có những cái việc tiến bộ trong việc điều trị ung thư gan, và so với Mỹ một nước tiên tiến thì cái việc điều trị chữa khỏi của 5 năm sống 5 năm thì có 11% của Mỹ và của Nhật thì 42,7%, dựa trên cái kết quả cũng như là lợi ích của cái 3 cái xét nghiệm này. Cái chỉ số thứ hai trong cái xét nghiệm PIK2 đó là chỉ số BALAD. Chỉ số BALAD này để đánh giá cái việc đáp ứng điều trị của bệnh nhân, nó cũng dựa trên 5 thông số bilirubin và albumin và kết quả của 3 xét nghiệm này. Thì hiện tại xét nghiệm này cũng được bảo hiểm chi trả với giá 1.600.000, và trong những cái chỉ định là bệnh nhân đã có đang điều trị với ung thư gan, những bệnh nhân trong điều trị chỉ định trong việc trường hợp là theo dõi điều trị, một số trường hợp như là tầm soát sớm thì không được bảo hiểm chi trả. Và phần thứ hai và phần chính của hôm nay thì em xin trình bày các cái gen về nguy cơ huyết khối cũng như là gen xơ vữa, và đặc biệt là cái gen về dược di truyền đang thực hiện tại chúng em. Thì việc cái ý nghĩa của xét nghiệm gen này thì được tiến sĩ Stefan đã vừa trình bày, thì em cũng chỉ tóm được lại qua thôi. Thứ nhất là cái ý nghĩa của gen này là để trong việc phát hiện sớm những cái nguy cơ về di truyền cho những bệnh nhân có nguy cơ cao, từ đó thì giúp bác sĩ có những cái phác đồ điều trị cũng như là những cái hướng điều trị tốt hơn cho bệnh nhân, hoặc là những khuyến cáo để thay đổi thói quen về lối sống, về sinh hoạt. Trong đối với những cái xét nghiệm gen VICOR và CYP2C9 thì giúp bác sĩ xác định cái liều khởi đầu của bệnh nhân sử dụng warfarin, và đặc biệt là trong cái xét nghiệm gen CBDT gọi là huyết khối thì nó có những cái giải thích về mặt di truyền cho những bệnh nhân phụ nữ mà sảy thai lặp lại nhiều lần. Hiện tại thì đơn vị gen đang thực hiện 2 cái xét nghiệm CBDT cho bệnh nhân có nguy cơ huyết khối, thì thực hiện được với độ nhạy của công ty VinaLab thì với có độ nhạy độ đặc hiệu trên 95%, với thực hiện là được 6 gen. Xét nghiệm CBDT này cũng sử dụng cho những bệnh nhân mà có nguy cơ sảy thai lặp lại nhiều lần chưa rõ nguyên nhân, tuổi trẻ, có tính gia đình. Và thứ hai là xét nghiệm nguy cơ xơ vữa thì độ nhạy độ đặc hiệu cũng rất là cao trên 95%, sử dụng của VinaLab. Xét nghiệm này thực hiện một lần được 7 gen. Và những bệnh nhân thường có nguy cơ cao như là do rối loạn chuyển hóa lipid, hay là người trẻ tuổi có bệnh lý về tim mạch liên quan đến xơ vữa. Tiến sĩ Stefan đã nói rõ về cái cơ chế của cái thuốc warfarin cũng như là các cái liều khởi đầu, cách tính liều khởi đầu cho bệnh nhân mà đã có sử dụng cái xét nghiệm này. Thì hiện tại thì xét nghiệm này có làm được 3 cái đa hình của VICOR 1 và 6 cái đa hình của CYP2C9, thì dựa trên cái kết hợp của liều của VICOR và CYP2C9 thì cho những cái khuyến cáo liều khởi đầu cho bệnh nhân. Cái trang web mà bài trước của tiến sĩ vừa trình bày thì đó là warfarin dosing, tức là sau khi bệnh nhân đã có cái kết quả xét nghiệm về đa hình gen thì kết hợp với tuổi, giới, chủng người, chiều cao, cân nặng cũng như là các xét nghiệm về INR để tính ra cái liều khởi đầu cho bệnh nhân. Thì cái này thì việc thực hiện xét nghiệm này đã được chúng em xin đã thực hiện thường quy, và giá của mỗi xét nghiệm là 5.1 triệu, và cái CYP2C9 cũng như VICOR là 3.9 triệu thực hiện thường quy tại đơn vị gen tế bào gốc. Thì đây là một cái ca lâm sàng mà đã được thực hiện về xét nghiệm cũng như là khuyến cáo điều trị một bệnh nhân nữ đã 29 tuổi nhưng mà chưa có con. Bệnh nhân này vào khoa hồi sức tích cực do hở van hai lá và sảy thai nhiều lần chưa có rõ nguyên nhân. Thì bệnh nhân này đã vào đó phẫu thuật và điều trị huyết khối. Sau một thời gian tìm nguyên nhân thì cũng chưa biết nguyên nhân, và đã được hiểu và được biết thông tin tại đơn vị gen thì đã làm cho cái xét nghiệm CBDT. Thì trên kết quả này thì cho thấy là bệnh nhân có mang hai cái
cái bất thường về gen là gen PAIS1 và gen MTHFR. Thì cũng như bài trình bày vừa rồi của tiến sĩ thì cho thấy rằng một bệnh nhân mà có mang hai cái bất thường ở gen thì cho cái nguy cơ tăng về cái việc sẩy thai. Tuy nhiên thì rất bất ngờ là bệnh nhân này đã làm một cái gen xét nghiệm vi co này ở đâu đó và mang đến thì thấy là dị hợp tử. Và một thời gian trước đó thì bác sĩ vẫn cho dùng cái thuốc chống đông. Tuy nhiên sau đó thì bác sĩ bệnh nhân này mang cái kết quả hai cái xét nghiệm này kết hợp cùng với khoa sản thì bác sĩ khoa sản hội chẩn và cho sử dụng aspirin dự phòng. Thì đây là một cái trường hợp thực tế lâm sàng mà chúng em đang thực hiện thường quy, cũng như là những cái khuyến cáo cũng như là hỗ trợ các bác sĩ lâm sàng để chẩn đoán sớm nguy cơ, cũng như là hỗ trợ các bác sĩ lâm sàng để có những cái phác đồ cũng như là hướng điều trị. Thì đến đây em xin cảm ơn các thầy các cô. Có thông tin gì về xét nghiệm cũng như là ý nghĩa lâm sàng, kính mong các thầy cô sẽ trực tiếp liên hệ với chúng em tại đơn vị gen Tây Âu Gốc ạ. Em xin cảm ơn. Cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Thuận Lợi đã cho chúng ta những cái công việc đang làm ở trung tâm gen và tế bào gốc điều trị. Chúng tôi biếu bây giờ chúng ta sang cái phần thảo luận ạ. Xin mời các thầy các cô các bạn, chúng ta có những câu hỏi gì để thảo luận, cần hỏi các chuyên gia. Hôm nay chúng ta có rất nhiều các cái vấn đề rất là hay. Mời cô Hương làm nghiên cứu này, cô có vấn đề gì bình luận là câu hỏi. Trong lúc các bạn đang chuẩn bị câu hỏi thì tôi cũng có một số các cái bình luận thế này, là các cái nghiên